rồi, 5 năm làm cái xưởng này rồi. Thì công việc thì nó cũng bình thường thôi. Còn nếu như khi nào mà đóng công đấy, dồn công thì làm thì vất vả, làm cả ngày lẫn đêm luôn. Kể cả không kể gì đến mấy giờ, có thể 3 giờ sáng, 5 giờ sáng. Xong khi công đi thì là công nhân lại được nghỉ một ngày. Đấy thì làm ở đây thì nói chung là công việc nó đều. Lương thì nó tùy theo tay nghề. Ví dụ như là thợ giỏi thì lương 100, còn vừa vừa thì 80-85. Còn như chúng em thì nói chung là việc linh tinh, việc gì cũng làm được đấy, thì là được hơn 100. Nói chung là làm đây thì công nhân ở đây thì việc thì nhiều không làm hết, còn toàn bộ là ở các nơi đến nữa. Có nghĩa là việc cho các nơi đến làm, kể cả trên Yên Bình, Yên Chính trên kia kìa, rồi Yên Thắng, nói chung là đến đây làm đông lắm. Toàn bộ công nhân ở đây là toàn ở xa, chứ ở gần cũng có nhiều, nhưng mà đa số là ở xa họ đến là làm. Thì họ cứ đi sáng đi tối về, chưa ăn cơm ở đây. Như bao làng nghề truyền thống khác, làng Sơn Mài Cát Đằng cũng đã trải qua bao núi thăng trầm của nghề thủ công. Và trong sự thăng trầm đó, tài năng và tính sáng tạo của những người thợ Cát Đằng đã được thể hiện. Thay cho việc sơn mài trên chất liệu gỗ, người Cát Đằng đã sáng tạo thêm những sản phẩm từ nứa ghép để sơn mài. So với gỗ, loại mặt hàng này vừa nhẹ, giá rẻ hơn, chất lượng đảm bảo, thu hút được nhiều khách hàng và chủ yếu để xuất khẩu đi nhiều nước trên thế giới. Để có được sản phẩm nứa ghép thành danh như thế cũng không phải đơn giản. Ngay từ việc chọn mua nứa, người thợ cũng phải chọn những cây nứa bánh tẻ, không quá non cũng không quá già. Nứa này phải được ngâm dưới nước ít nhất là 6 tháng để sản phẩm sau này không bị mối mọt, có độ bền lâu. Sau đó đến khâu pha nứa, pha nan, vót và đánh bóng nan, để rồi uốn nan chặt theo hình khuôn của sản phẩm, quét một lớp keo được pha với bột đá, sao cho không còn kẽ hở giữa các vòng nứa trước khi phơi khô, và đem mài đến khi sản phẩm nhẵn bóng và đạt được độ dày cần thiết. Trước đây, riêng khâu mài phải làm bằng thủ công, thường mất ít nhất 3 tháng mới xong một sản phẩm như bình hoa, chậu cảnh. Còn bây giờ đã có máy móc hiện đại nên chi phí mất vài 3 ngày hoặc 1 tuần là xong. Đặc biệt không được dùng nan cật vì sản phẩm sẽ không đảm bảo độ bền dẻo vốn có. Trang trí cho sản phẩm là cả một nghệ thuật được những người thợ Cát Đằng thực hiện một cách hoàn hảo. Đó là nghệ thuật chơi với sơn để tạo ra các loại họa tiết hay màu sắc trang trí khác nhau. Đến đây, coi như khâu sơ chế thô đã hoàn thành, những sản phẩm ấy tiếp tục được chuyển đến tay các nghệ nhân trang trí, thêm đủ kiểu hoa văn, cách điệu, pha màu rồi phun sơn thật đều lên sản phẩm. Thưa quý vị, thưa các bạn, như phóng sự vừa rồi thì quý vị và các bạn đã hiểu phần nào về công việc của những người thợ làng nghề nứa ghép sơn mài xã Yên Tiến, huyện Y Yên. Ngay bây giờ thì ngồi cạnh tôi là bác Bùi Văn Lệ, một người thợ đã làm nghề nứa ghép sơn mài này rất là lâu. Và chúng ta cùng trao đổi chia sẻ với bác Lệ để hiểu hơn về nghề nứa ghép sơn mài này. Vâng ạ, chương trình xin được chào bác ạ. Vâng, chào cô ạ. Thưa bác, là bác đang làm công đoạn nào của công việc nứa ghép sơn mài này ạ? Vâng, tôi đang làm cái giai đoạn coi như là kẹt bột hồ để đánh máy. Cái chất liệu nó là làm bằng cái gì đấy ạ? Chất liệu này của nó chỉ có bột đá này, bột đá là một, cốn là hai. Cốn là cái gì ạ? Cốn là cốn để coi như là làm cho nó bám chắc vào với... Tức là chất kết dính. Chất kết dính để bám chắc vào cái sản phẩm. Sau đó coi như là cho pha với nước, xong là kẹt lên để coi như là cho nó vào những cái chỗ lõm. Để mai mình đánh máy cho nó gọi là phẳng phiu, sạch sẽ. Xong rồi mang ra để phun. Vâng. Tức là những cái bột như này mình phết lên cái sản phẩm để vâng, cho nó làm sao cho nó vào khe để cho nó mịn. Vâng, mịn. Mịn, nó không bị khe lỗ, không bị hở đúng không ạ? Vâng, sau đó ta mới đưa vào để đánh máy. Thì đánh ra máy sản để phẩm tròn đều đúng không ạ? Tròn đều là một, hai nữa là nó sạch những cái bột này đi để coi như là nó trơ ra những cái thanh nứa này. Chặt ra những cái thanh nứa để coi như là mai người ta chủ yếu là lấy cái màu sắc, cái vân của thanh nứa đấy, cơ quan trọng là cái vân của thanh nứa. Dạ. Và
cho nên rằng là làm đấy, cái hàng này thì nó đúng ra coi như là nó đơn giản thì đơn giản vậy đấy, nhưng mà nó lại rất là cần kỹ thuật. Và... tức là rất là cần cái sự tỉ mỉ, đấy, đấy. Khéo léo vâng. của người thợ. Vâng. Vâng. Vậy thì làm ra mỗi cái sản phẩm này mất thời gian bao lâu bác? Nói chung là cái sản phẩm này làm ra thì thực sự ra coi như là nếu làm một cái thì nó là lâu, nhưng mà làm nhiều cái thì nó lại là cái công đoạn cũng là một cái công đoạn, nhưng ngược lại là nó nhanh hơn là làm một cái. Đấy, một cái sản phẩm. Vâng. Có nghĩa là khi mà mình làm ra từng sản phẩm lưới ghép sơn mài này là mình phải làm theo công đoạn. Vâng, từng từ công đoạn. Bắt đầu ngâm tre, ngâm nứa, vâng. phơi Đúng nguyên rồi. Liệu Đấy. Và chẻ tước ra. Cước. Xong rồi xong đó coi ghép như là... sản phẩm. Vâng, xong rồi đập. Đập vào cốt. À, tức là lên khuôn. Vâng. Lên khuôn. Lên khuôn đấy là ghép sản phẩm đấy không ạ? Vâng. Đấy, cho nên là nó nhiều cái công đoạn lắm. Nếu nói vào một sản phẩm mà làm ra thì nó lâu, nhưng mà nhiều sản phẩm thì coi như là ta làm nhiều cái công đoạn. Mỗi một công đoạn thì coi như là mỗi người một cái công đoạn. Cho nên làm thì nó lại nhanh hơn. Bác làm như thế này thì bác thấy rằng là công việc nó có quá vất vả không so với làm ruộng à? Nói chung là cái công việc làm nghề phụ này thì thực sự ra coi như là nó vất vả thì so với... làm ruộng thì nó không vất vả bằng làm ruộng, nhưng ngược lại là nó lúc nào cũng có công cũng có việc để coi như là làm. Vâng, xin cảm ơn bác đã tham gia cùng với chương trình và xin chúc bác là luôn khỏe mạnh để mà có thể mà vẫn tiếp tục công việc và duy trì được cuộc sống ổn định ạ. Vâng. Theo như nhiều nghệ nhân trong làng thì khâu pha chế và phun sơn là khó nhất. Bí quyết của làng nghề cũng được giữ kín ở đây. Nếu không phải là trai làng thì không được truyền dạy. Chất liệu sơn được sử dụng chủ yếu là sơn PU. Một số cơ sở lại thiên về sử dụng sơn tự nhiên như sơn ta, sơn điều. Theo như nhiều nghệ nhân trong làng thì khâu pha chế và phun sơn là khó nhất. Bí quyết của làng nghề cũng chính là ở công đoạn này. Đã có nhiều người ở nơi khác đến Cát Đằng học nghề, nhưng dù có cùng công thức pha chế thì nước sơn của họ cũng khó có thể so sánh với nước sơn của thợ Cát Đằng. Đặc biệt, người thợ Cát Đằng có phương pháp xử lý rất tốt trong trường hợp sản phẩm vừa được phun sơn, bỗng gặp trời mưa để sơn không bị bay mất màu, trong khi ở các nơi khác đành phải chờ nắng rồi đem sơn lại. Còn người Cát Đằng lại có thể giữ nguyên màu sơn ở bất cứ thời điểm hay hoàn cảnh nào. Nhiều nghệ nhân của làng đã ra các tỉnh ngoài để làm, và mở các lớp dạy nghề sơn mài ở khắp nơi. Dù đi đâu, họ cũng sớm khẳng định sự tài hoa khéo léo của nghệ nhân Cát Đằng. Tôi là người quê hương ở xã Yên Tiến, huyện xã thôn Cát Đằng, xã Yên Tiến. Cũng làm cũng nghề này cũng 2-3 năm nay rồi. Cũng phù hợp vào với tôi, lứa tuổi tôi. Rồi cũng lứa tuổi tôi bây giờ cũng có cái công ăn việc làm để... hàng ngày để kiếm sống. Hàng ngày chúng tôi là tôi cũng đánh giáp rồi thì chuyển hàng cũng vừa hợp với tôi thôi. Phơi phóng hàng. Vâng, phơi.